Rồi, hello anh em nha. Trưa ngày 11 tháng 10, em quay lên cho anh em xem một em máy Isuzu Pakistan nha. Tầm 3 tháng rưỡi nha anh em. Hiện tại là 1,2 kg nha. Đó. Con này cán sạch sẽ nha, hai hàng trên, hậu độ rất là đẹp luôn. Đó. Form body rất là ok luôn nha. Mấy con này dễ nuôi lắm. Lông lá nó đang đâm rất là nhiều. Con máy này dáng chuẩn nha, dáng chuẩn, cán sạch, ok, ngon lành, mồng. Con này cái ức với lại cái hai bên bả cánh nó hơi màu hơi xám xám nha anh em. Con này chẳng đẻ là trên 2 kg nha, 2,2 kg, 2,4 kg á. Rồi con này em vẫn đẻ giá như cũ nha anh em, 2,5 triệu một con nha. Hôm nay thì chắc em lên vài cặp cho anh em lựa ha. Nhưng mà anh em nào thấy con nào mà ưng ý thì bắt liền đấy nha. Như con này là em thấy nó không có cái điểm nào để chê được hết. Form body nó rất là ok luôn á, đẹp. Anh em nào ưng ý thì bắt liền con này trước đi. Mấy anh em mà khó tính coi cán coi chân á, con này chuẩn luôn, không chê được nào được hết. Cán sạch sẽ, hậu độ ok lắm. Thường em không quanh trong cán đâu, nhưng mà anh em nào cần thì lấy ha. Rồi chào anh em.